Xin chào các bạn, tôi là Phạm Cường đến từ công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Và bên cạnh tôi đây là giám đốc Hiếu của công ty. Và hôm nay tôi và anh Hiếu rất là vui và vinh dự khi được Bắc Khuê gia chủ mời về tham dự buổi lễ khánh thành. Và các bạn cùng với tôi đi vào tham dự buổi lễ ngày hôm nay nhé. Vâng, mình đứng bên cạnh tôi đây là bác Bùi Văn Khuê, đại diện cho chủ đầu tư của công trình. Thì bác Khuê có thể chia sẻ một chút cảm nhận được không ạ? Hôm nay là buổi lễ khánh thành, một ngày trong buổi lễ rất là quan trọng và thiêng liêng. Thì bác Khuê có thể chia sẻ một chút cảm nhận của mình nhé. Vâng, xin chào bác Khuê. Công ty là có một cơ duyên mà giữa quanh là gia đình chúng tôi với lại công ty đã hợp với nhau để cùng nhau xây dựng một cái công trình mà coi như là vừa đẹp vừa sang trang thế này, đối với gia đình chúng tôi là rất hài lòng và rất là vừa ý. Và cũng thấy rằng coi như là công ty đó là có một hàng ngũ kỹ sư rất là lành nghề, và công nhân thì coi như là có trách nhiệm và có chuyên nghiệp. Do đó mà coi như là chúng tôi rất an lòng, và cũng được coi như là như thế này là gia đình chúng tôi cũng rất là coi như là an tâm, và coi như là rất là coi như là vui vẻ, và thấy rằng coi như là công trình rất là sang trang và đẹp. Mục đích xây dựng từ đường này thì nó có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là chúng tôi là ăn coi như là uống nước nhớ nguồn, nhớ được coi như là các cụ coi như là sinh ra và cho chúng ta coi như là được trưởng thành như thế này. Đó là coi như là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là để thâu tóm toàn bộ tất cả những anh em trong dòng họ đoàn kết với nhau, bảo ban nhau và coi như là cùng nhau để mà coi như là làm kinh tế và tiến bộ trong xã hội. Cái thứ ba nữa là coi như là chúng tôi muốn tập hợp tất cả những con cháu của dòng họ là coi như là đã đi xa mà coi mà quên lãng, và đồng thời tức là chưa tìm thấy được coi như là tổ tiên, thì cũng là coi như là các cháu sẽ tìm về coi như là nơi này để các cháu coi như là sum họp với lại coi như là gia tiên. Vâng, thì thứ nhất là đây không chỉ một công trình kiến trúc mọi người ạ, nó là cũng không chỉ là một nơi thờ cúng linh thiêng mà là nơi thể hiện nguồn gốc là uống nước nhớ nguồn, ngoài ra là nơi để mọi người có thể sum họp lại và đoàn kết hơn, đúng không bác nhỉ? Đúng. Dạ, vâng ạ. Thì thứ nhất là thay mặt công ty là cháu rất là cảm ơn bác trong quá trình xây dựng đã tạo điều kiện cho không chỉ công ty và anh em đội ngũ ở đây. Và hy vọng là trong thời gian tới mà mọi người có thể, bác có thể lan tỏa đến mọi người để biết đến công ty nhiều hơn. Và thay mặt công ty cháu cảm ơn bác rất là nhiều. Và rồi, và chúc bác sức khỏe ạ. Dạ, cảm ơn bác. Vâng, vừa rồi chúng ta đã được nghe những lời chia sẻ của bác Khuê, đại diện chủ đầu tư của công trình. Và bây giờ mình sẽ chi tiết hơn về công trình này. Và mình cũng nói thêm một chút đây, mình đã đi giám sát công trình này ngay từ bắt đầu, từ khi mà ở đây chỉ là một lềm đất. Khi mình đến ấy là ở đây là một bãi cỏ này, cũng như là các cây chuối và cây nhãn. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hơn để mọi người có thể hiểu rõ hơn nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói qua về kích thước phủ bì của công trình. Chiều ngang phủ bì của công trình là 7m930 và chiều sâu phủ bì của công trình là 9m045. Và chúng ta có thấy khi bắt đầu đến công trình này, ấn tượng đầu tiên của chúng ta ấy, đó chính là bực ngũ cấp và cũng như là các cấu kiện đá mọi người ạ. Để mình sẽ nói qua nhé. Công trình này cũng giống như các công trình khác, đó sẽ là sử dụng bằng đá xanh Thanh Hóa. Và chúng ta có thấy cái trước cái từ đường là có một khoảng sân rất là rộng. Và cốt sân này so với cốt lề đường là cao hơn 30 phân. Cộng thêm là từ cốt sân này lên cốt đây là 0,75 nữa. Tức là từ cốt 00 này đến cốt sân là hơn 1 mét mọi người nhé. Và mình sẽ nói qua đây là bực ngũ cấp làm bằng đá xanh nguyên khối mọi người ạ. Thứ nhất là đá xanh này có một cái ưu điểm ấy là nó có cái tính là khi mà thời tiết là chống trơn trượt rất là tốt. Thứ hai ấy là khi càng nhiều thời gian thì màu đá càng đẹp. Và chúng ta có thể thấy là cột đồng trụ
Ở đây chúng ta là đang khắc một mặt và hai bên là hoa sen mọi người nhé. Hoa sen thì là đại diện, thứ nhất là có sự vươn lên trong gian khổ và cố gắng hơn. Và khi hoa sen kết hợp ngoài ra ấy, là có thể chúng ta có hay bắt gặp trong những lời bài hát như là Thảo Thơm Bứt Khuất Như Cành Sen đấy ạ. Và chúng ta có thể tiếp theo là bức tranh. Ở đây là một bức tranh Phinh Quy Bái Tổ. Chúng ta có thể thấy Phinh Quy Bái Tổ là thể hiện cho một nguồn gốc đạo lý uống nước nhớ nguồn mọi người ạ. Để khi mà chúng ta thành công trở về, chúng ta có thể là về, thứ nhất là nhớ về quê hương, về tổ tiên. Mà một ý nghĩa thứ hai đó chính là nhắc và khăn dạy con cháu, đó là cố gắng đem lại những vinh quang, những ấy về cho tổ tiên của mình. Và khác những công trình khác ấy, chúng ta có thấy là ở cột thiên ở đây, bình thường các công trình khác sẽ là bốn cột tròn sơn giả gỗ, nhưng ở đây là gia chủ đang lựa chọn là bằng cột đá mọi người nhé. Thì cái ưu điểm cái cột đá này ấy, so với cột tròn là như nào? Thứ nhất là nó sẽ đồng nhất từ các cấu kiện bậc ngũ cấp đến bức tranh đá và bức cấu kiện này, nó tạo thành một tổng thể cấu nhất cấu kiện đá. Vai đục chạm bốn mặt mọi người ạ. Dùng trúc cúc vai đại diện cho bốn mùa nhé. Và thứ hai là khi mà chúng ta có thể về mặt phong thủy ấy, là bốn cột này có chức năng nâng đỡ, bảo đảm cho công trình rất là nhiều. Và thứ hai là mình sẽ nói qua về kích thước hiên để mọi người hiểu rõ hơn. Kích thước hiên là tính từ cột đá này cho đến cột cửa sẽ là 1m550. Và mọi người sẽ, nếu ngay từ đầu chúng ta đến đây, mọi người sẽ thấy lại với cái chiều rộng như thế này ấy, thì là có ý nghĩa như nào. Chúng ta có thể giải chiếu này, hoặc là ngồi ra như này vào những cái dịp như là lễ khánh thành này, hay là những hôm lễ dỗ ấy, mà chúng ta rất là nhiều người, thì khu vực ngoài này 1m550 cộng thêm 410 ở bậc ngũ cấp đầu tiên nữa, tức là khoảng này nó gần 2m cho chúng ta. Như vậy thì là chúng ta sẽ tạo thành một không gian và có thể chứa đựng rất là nhiều người ở khu vực này. Ngoài ra thì bên tôi cũng đã thiết kế các ổ cắm để chúng ta có thể cắm quạt hay là cắm các thiết bị điện khác mọi người nhé, rất là tiện. Và chúng ta có thể nhìn rõ hơn về cái vần hiên. Chúng ta có thể thấy là ở đây thì chúng tôi đang sử dụng là phương pháp là trồng giường. Chúng ta có thể thấy những con trồng hay là những cái mà đấu sen ấy rất là kinh bông đầy nổi. Và sơn màu là đây là so với lại màu lâu khá là đậm mọi người nhé. Và chúng ta có thể thấy là màu gỗ. Thứ hai là chúng ta có thiết kế những chiếc đèn. Và khi một buổi tối xuống chúng ta bật nó sáng hơn rất là nhiều. Và nếu mọi người có thể nhìn kỹ hơn cái phần rui ở đây, là chúng tôi ngoài ra cái rui bình thường ấy là chúng ta sẽ đúc bằng rui 4 vân. Và sau đó là chúng ta sẽ kéo và ở hai bên sẽ có những cái đường chỉ rất là đẹp. Và khi mà chúng ta sắp xếp làm sao ấy để cái chữ thọ ở giữa. Và cùng tôi đi chi tiết vào bên trong của không gian từ đường này nhé. Đầu tiên mình sẽ nói qua về kích thước gian thờ để mọi người hiểu rõ hơn. Ở đây từ đường chia thành 3 gian. Và gian giữa có kích thước lớn nhất là 2m630. Và hai gian hai bên kích thước là 2m430 mọi người nhé. Và ở đây là chúng ta có thể thấy là họ nội thất là trang trí theo điểm vàng với những họa tiết, những câu đối, lòng mò hay là cuốn thư rất là đẹp. Và chúng ta có thấy chữ tâm, chữ thọ hay những họa tiết chim rơi. Và bây giờ mình sẽ nói qua rõ hơn kích thước ở đây để mọi người hiểu rõ hơn. Đầu tiên chúng ta có thể nói chiều rộng của cái gian thờ này nhé. Đó chính là 1m750. Và với chiều 1m750 và hai là chiều ngang ấy là 2m430 và 2m630, chúng ta có thấy là gian thờ rất là bề thế và uy nghi phải không ạ? Và gian giữa lúc nào cũng là lớn nhất. Ở nơi đây có đặt khám thờ cũng như là câu đối lòng mo hay là cửa phóng. Và chúng ta có thể những họa tiết như là trúc này, chim rơi ngậm tiền hay là những cái chữ ở trên bức cuốn thư ấy, là chúng ta có thể thấy ngoài chữ nho ra thì ở bên dưới là chúng ta có thể thấy là những cái chữ quốc ngữ là viết theo hơi mờ và chìm xuống cùng với màu sơn ấy. Và ý nghĩa của rơi ngậm tiền là gì? Rơi ngậm tiền có ý nghĩa rơi đồng âm với từ phúc là phúc ấy ạ. Và rơi ngậm tiền có ý nghĩa là cầu phúc lành và kinh tế cho mọi người nhé. Thứ hai là chúng ta có thể thấy họa tiết hoa. Vâng, hôm nay là buổi lễ khánh thành và ngoài ra chúng ta có thể thấy là rất là nhiều người đến. Thứ nhất là gửi những lời chia vui cũng như là chúc phúc đến từ đường. Đúng là các gian thờ này chúng ta có thấy đây là chữ đức và bên kia là chữ tâm, một trong những mà tính cách của mỗi con người. Và ở đây chúng tôi cũng đã thiết kế cho gia chủ là những cái phần nội thất như là hai bộ trường kỷ ở hai bên nhé. Và chúng ta có thể đi chi tiết hơn. Đây là một công trình từ đường một chi, là một chi nhỏ họ Bùi và bác quê cùng đại diện chủ đầu tư. Bác mong muốn đấy là không chỉ là một công trình kiến trúc mà nơi này là thể hiện sự thứ nhất đấy là như mong muốn, đó chính là tất cả anh em đoàn kết hơn. Thứ hai đó chính là nơi đây mà những cái dịp dỗ Tết con cháu có thể sum bày để tiếp lối. Có những người rất là xa không trở về được thì có những cái dịp như này để chúng ta ngồi lại trò chuyện để tình cảm của gia tộc đi lên. Vâng, vừa rồi tôi cùng với các bạn được chiêm ngưỡng một buổi lễ khánh thành từ đường do gia đình nhà bác Khuê ở xã Thanh Nạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đây là một trong những công trình rất là đẹp do chúng tôi thiết kế và thi công.
thì chúng ta có thể thấy là từ đường không chỉ là một nơi để một công trình kiến trúc mà nó là một công trình tâm linh, và thứ nhất để hiện tạo lý uống nước nhớ nguồn mà nơi con cháu có thể sum họp về, và chúng tôi là rất là vui và khi được mời đến dự tiệc. Xin chào và hẹn gặp lại. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước. Với đội ngũ thiết kế và thợ thi công lành nghề, dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công trọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.